Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Thưa quý vị, vận mệnh của mỗi người không phải được quyết định bởi chúng ta mà nó phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác. Vậy nên việc xem tử vi cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp bạn biết được công danh, sự nghiệp, sức khỏe và tình duyên của bạn như thế nào, từ đó biết cách phát huy điều tốt, hạn chế điều xấu. Nội dung trong kênh Phong thủy gia cát được tư vấn bởi thầy gia cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Với kinh nghiệm dày dặn và xây dựng nên, thưa quý vị, xem tử vi là một thói quen của nhiều người trước khi bước sang năm mới. Việc xem tử vi cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ giúp bạn biết trước được thiên cơ, biết trước được những điều thay đổi trong tương lai để có cách xử lý kịp thời, giúp quý vị xu cát tị hung, từ đó thâu thu may mắn và tài lộc đến với mình. Trong phần luận giải này, thầy gia cát cũng sẽ đưa ra các phương pháp hóa giải lá số tử vi cực kỳ chính xác và hiệu quả. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thờ ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy gia cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy gia cát được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nam mạng trong năm 2023. Người sinh tuổi Tuất sinh năm 1970 gặp được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn như tổng thể thì rất ổn định. Dù gặp khó khăn và rắc rối vẫn xuất hiện, nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mãn tính có thể tìm được những phương pháp chữa bệnh phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần lo lắng. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong năm nay. Tuy tình yêu đến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định, có thể tính chuyện lâu dài. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Canh Tuất sinh năm 1970 nam mạng gặp phải sao chiếu mệnh sao Mộc Đức, vận hạn Huyền Tuyền, hạn Tam Tai, gia chủ không phạm Tam Tai, hạn Hoàng Ốc, phạm Hoàng Ốc, Kim Lâu rơi vào Kim Lâu. Về địa chi, Tuất gặp Mão không xung khắc, cuộc sống bình ổn, yên vui, tận hưởng cuộc sống bên gia đình. Xét về mối quan hệ thiên can canh xương kim gặp quý âm thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là năm khá tốt cho các gia chủ Canh Tuất, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, ắt sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970 cần chú ý tháng Bính Thìn, tháng 3 âm lịch, từ ngày 20 tháng 4 đến 18 tháng 5 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Canh Tuất. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Canh Tuất sinh năm 1970 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Canh Tuất sinh năm 1970 gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, hướng tới sự an vui hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được với nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Sao Mộc Đức hay còn gọi là Mộc Đức tinh quân, người mệnh kim hoặc mệnh mộc hoặc Mộc Đức sẽ gặp trở ngại và tiền vận nhưng cuối cùng cũng gặp được thuận lợi và an toàn. Mặc dù sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh mang đến nhiều điều tốt cho người được chiếu, tuy nhiên theo quan niệm của người xưa thì dù là gặp sao tốt hay xấu chiếu mệnh vẫn nên hóa giải nhằm cầu bình an, may mắn và giảm trừ vận hạn không may mắn. Và dưới đây là hai phương pháp hóa giải sao Mộc Đức phổ biến: cúng dâng sao giải hạn vào lúc 5 đến 7 giờ ngày 25 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao Mộc Đức đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng. Lễ vật bao gồm hương hoa, trái cây, quản, chấu cau, gạo muối, mũ xanh, nước, đinh tiền vàng và 20 ngọn nến cùng với bảy vị màu đen có viết Đức Đông Phương Sắc Ất Mộc Đức Tinh Quân. Tất cả lễ vật chuẩn bị đều phải có màu xanh. Trường hợp không phải là màu xanh thì phải bọc giấy xanh bên ngoài hoặc để tấm giấy xanh lót dưới lễ vật, hoặc có thể áp dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh thuộc hành mộc, do đó có thể tăng cường cát khí của sao tốt. Gia chủ được sao Mộc Đức chiếu mệnh hãy dùng màu xanh lá thuộc hành mộc, điều này tốt về tình duyên, hôn nhân và những mối quan hệ khác.
Ví dụ, gia chủ có thể đeo trang sức hay đá quý màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc gia chủ có thể sử dụng màu đen thuộc hành thủy. Với quan hệ tương sinh với mệnh mộc thì càng thêm tốt, có thể đeo thạch anh tóc đen. Gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970 Nam Mạng năm nay gặp hạn Huỳnh Tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa đúc kết ra câu độc bác: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Về sức khỏe, chủ sự khi gặp hạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Về làm ăn kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không gặp được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn trắc trở. Hóa giải, vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe. Theo phong thủy gia cát thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước, gia chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Về phương diện cuộc sống, không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai cả, sẽ dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Luận tử vi Canh Tuất sinh năm 1970 Nam Mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đầu năm đón xuân vui vầy bên gia đạo, gia chủ tuổi này chú ý về lời ăn tiếng nói để hạn chế mang vạ vào thân. Tháng 2, có tin vui đưa tới trong gia đạo ở tháng này. Tháng 3, chú ý tai nạn bất ngờ. Tháng 4, các công việc làm ăn của thành viên trong gia đình không được tốt, sức khỏe cũng kém. Tháng 5, khi ra ngoài trong tháng này, gia chủ tuổi Canh Tuất cẩn thận có thể gặp phải cửa quan hoặc chú ý đến tay chân. Tháng 6, có quý nhân giúp đỡ. Tháng 7, sức khỏe của gia chủ ở trong tháng này không được tốt, công việc con cái trong gia đình cũng gặp nhiều bất lợi. Tháng 8, đây là tháng trong họ hàng, nội tộc của gia chủ đón tin vui hoặc trong gia đình gia chủ có sự mua sắm, sửa sang đồ vật. Tháng 9, cẩn trọng tai nạn bất ngờ với tiểu nhân quấy phá, nói xấu sau lưng. Tháng 10, trong tháng này gia đạo của gia chủ mâu thuẫn, thiếu hòa khí, tình cảm giữa bố mẹ và con cái không được tốt. Tháng 11, ra ngoài tháng 11, người tuổi Canh Tuất chú ý xe cộ hoặc tránh mất mát của cải tiền bạc. Tháng 12, tháng này tiền bạc của gia chủ có sự hao tán nhiều hoặc đường tiêu hóa của gia chủ không được tốt. Tổng kết tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 Nam Mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, công việc của người tuổi này có những tiến triển đáng mừng nhờ vào kinh nghiệm, trí thông minh và các mối quan hệ rộng rãi mà bản mệnh có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, thậm chí phát hiện ra những phương hướng mới để phát triển bản thân. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công, bạn cũng trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác, khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Bạn cũng trở nên tin theo lời nịnh bợ của người ngoài, kẻo rơi vào bẫy răng sẵn lúc nào chẳng hay. Về tài chính, tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Canh Tuất năm 2023 Quý Mão. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những người bạn kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Về sức khỏe, đối với gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970, tử vi năm 2023 khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi của bạn còn trẻ đã khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970 Nam Mạng. Về tình cảm gia đạo, con đường tình duyên êm đềm, không có nhiều sóng gió. Bạn và các thành viên trong gia đình luôn thấu hiểu, chia sẻ với nhau trong mọi việc, nhờ thế mà giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có. Nếu đang sống độc thân, bạn nên mở rộng mối quan hệ với mọi người. Đôi bên có thể trở thành bạn bè của nhau, chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống, khiến bạn đỡ phần độc thân. Bạn không nên sống một mình trong thế giới riêng của mình. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp.
Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970 nam mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của kênh Phong Thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!